Namaste. Chào em Vinh. Vinh ơi tập nha. Hôm nay tập thăng bằng chân. Tập tư thế vũ công ha. Tên hay ha, tên tư thế hay ha. Vũ công. Nghe là thấy đẹp rồi phải không mọi người? Mà tư thế này nó đẹp thật đấy. Nếu mà lên được king ha, king dancer thì đẹp lắm. Ừ, cảm ơn Linh xinh đẹp. Tập nha, Linh ơi Linh ơi tập nha. Hôm nay tập vũ công. Bài này chưa có dạy để các em đâu, nhưng hôm nay dạy ở đây. Mình sẽ tập tư thế vũ công cơ bản rồi mình tập tư thế vũ công nâng cao ha để phù hợp với tất cả mọi người. Bây giờ tâm ngồi cả lớp ngồi thẳng lưng lên này. Thả lỏng gương mặt của mình và khép hờ mắt lại. Chúng ta hãy đặt để vào đây những hơi thở thiện lành và tích cực nhé. Lắng nghe cơ thể của mình. Cùng nhau kết nối của những hơi thở thật sâu. Hít vào đẩy bụng của mình lên phía trước. Tỏ ra tóc sát bụng của mình vào sâu bên trong. Cứ lắng nghe và tiếp tục hít vào. Rồi tỏ hết ra thật chậm. Hơi thở đi tới đâu mình biết tới đó. Hơi thở đi ra tới đâu mình cảm nhận rõ tới đó. Cứ lắng nghe và hít sâu hơn nữa đến tận đáy phổi. Rồi thở hết ra thật chậm. Thở vào tôi ý thức về toàn thân thể của tôi. Tỏ ra tôi làm cho thân thể của tôi an tịnh. Tỏ vào tôi biết rõ tôi đang ở đây. Tỏ ra tôi tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Hơi thở đi vào chạy dọc đốt sống lưng của tôi. Nâng cuộc sống của tôi thẳng lên. Ngực của tôi mở rộng nâng lên rồi cầm cũng nâng lên. Nâng từ đầu hít vào tới đó và cảm nhận rõ sự căng dưới ở vùng cổ và khắp gương mặt. Tỏ ra muốn gật đầu của mình về trước cho tầm chạm lấy sức. Hãy hít vào nâng lên. Nâng tới đâu hít tới đó. Tôi có cúi gập về trước. Ba hít và nâng lên. Cúi gập về trước đó. Trở về giữa hít. Tỏ ra nghiêng đầu của mình thật chậm bên phải. Hít và trở về giữa. Tỏ ra nghiêng qua bên trái. Trở về giữa hít. Tiếp tục nghiêng qua bên phải nào. Trở về giữa hít. Nghiêng qua bên trái thôi. Trở về giữa hít. Tỏ ra xoay đầu của mình thật chậm qua bên phải. Hít và trở về giữa. Tỏ ra xoay qua bên trái.
Từ bên trái chúng ta cúi gập về trước, xoay ra hình vòng tròn thật chậm từ trái sang phải, hít vào. Chậm rãi ngả ra phía sau, xoay vòng thật lớn thật chậm. Tiếp tục thêm một vòng nữa về trước, hít. Sang phía sau thở. Sau đó mình xoay ngược chiều lại, từ phải sang trái về trước, hít. Ra phía sau thở. Từ phải sang trái về trước, hít vào. Ra phía sau thở hết ra. Được cùng nhau trở về giữa. Hít một hơi thật sâu, hướng sự cân bằng về đây. Tớ hít ra thật chậm và mình biết rõ hơi thở đang đi ra, làm cho vùng bụng của mình xẹp xuống. Hơi thở đi vào, cảm nhận rõ sự ấm nóng. Hơi thở đi ra, cảm nhận rõ sự mềm mại. Chúng ta thật chậm rãi từ từ mở mắt của mình ra các bạn. Và chúng ta sẽ duỗi chân của mình về phía trước ha. Đưa hai tay của mình ra phía sau. Dựng đứng lòng bàn chân và hướng các ngón chân của mình lên trần, hít vào. Tớ rất duỗi mũi chân của mình về phía trước. Thẳng lưng lên, xích bụng lại ha. Tiếp tục hít vào. Căng lòng bàn chân và hướng mũi chân. Tớ rất duỗi mũi chân về phía trước. Hít vào, thở ra, hít, thở, xoay cổ chân của mình từ trái sang phải, hít, hít, ra phía sau thở, thêm một vòng nữa về trước, hít, ra phía sau thở, sau đó mình xoay ngược chiều lại từ phải sang trái về trước, hít, ra phía sau thở. Hít, thở, hít, thở. Thì chúng ta trở về giữa ha. Nhấn mũi chân của mình xuống sàn ha. Áp sát các ngón chân của mình xuống sàn nếu được. Thẳng lưng của mình lên nào. Siết bụng lại. Giữ. Một, hai, ba, 4, 5, à, lắc nhẹ chân của mình. Sau đó chúng ta dùng cái bàn tay phải của mình nắm lấy bàn chân bên trái. Hít và đẩy thẳng chân của mình lên. Tỏ ra gấp gối và đặt cái bàn chân bên phải của mình lên, bàn chân bên trái của mình lên trên đùi phải. Và nhấn gối xuống. Tiếp tục đẩy thẳng. Gấp thở. Ba, hít. Gấp thở. Vòng thứ tư, bốn, hít. Mình đẩy xéo qua bên phải. Tăng lưng lên các bạn. Gấp thở. Năm, hít. Đẩy xéo nha. Lần này thở, chúng ta sẽ xoay phạm người của mình qua bên phải. Xoay eo và xoay vai nha. Đẩy tay phải của mình ra phía sau thật chậm ra, để cảm nhận sự vận xoắn, để cảm nhận rõ ha, hơi thở đang đi ra theo sự vận xoắn của mình. Và chúng ta cùng nhau giữ 5, 4, 3, 2, 1. Trở về trước nào. Co cái gối phải của mình. Sau đây co cái gối trái của mình lại ha. Hạ bàn chân trái của mình xuống. Đưa hai tay của mình ra phía sau. Hướng mũi tay của mình ra phía sau lưng. Nhấn bàn tay của mình xuống. Hít vào và chúng ta sẽ nâng hông của mình lên ha. Khỏi sàn trong tư thế cái bàn ngừa nào. Nhấn mũi chân phải của mình xuống. Đẩy hông cao. Xít bụng lại. Cầm cánh tay của mình ra và ngả đầu ra phía sau. Tớ dâng nâng đầu của mình lên nào.
hạ căn của mình xuống và hạ hông của mình xuống. Sau đó chúng ta duỗi chân trái của mình ra nào. Tay trái nắm lấy má lòng bàn chân bên phải. Hít vào và đẩy thẳng chân phải của mình lên. Tơ ra gấp gối và đặt bàn chân phải của mình lên đùi trái và nhấn xuống. Hai hít. Gấp thở. Ba hít. Gấp thở. Vòng thứ tư hết mình đẩy xéo qua bên trái. Gấp thở. Vòng thứ năm. Thở. Ba. Duỗi hít. Thở ra xoay vặn người của mình qua bên phải nào các bạn. Xoay eo và xoay vai. Đẩy tay phải của mình ra phía sau và giữ. Năm. Bốn. Ba, hai, một, trở về giữa. Hạ bàn chân phải của mình xuống sàn. Đưa hai tay của mình ra phía sau. Nhấn bàn tay của mình xuống. Hít vào và chúng ta sẽ nâng lên cái bàn lửa. Nhấn mũi chân trái của mình xuống. Nâng hơi lên. Xích bụng lại, nâng ngực của mình cao lên. Ngả đầu ra phía sau. Giữ. Một, hai, ba, bốn, năm. Nâng đầu của mình lên trước. Thở ra và hạ hông xuống. Duỗi chân phải của mình về phía trước. Hít vào và vươn hai tay của mình lên để thẳng cột sống. Mắt nhìn thẳng này. Thở ra duỗi dài người về phía trước và từ từ cúi gập người của mình xuống. Áp sát người vào chân. Hai vươn lên hết. Tỏ ra xoay vặn người của mình qua bên phải hạ xuống. Trở về giữa hít. Tỏ ra xoay vặn qua bên trái. Trở về giữa hít. Tỏ ra cúi gập người của mình vào chân một lần nữa và giữ. Một, hai, ba, bốn, năm. Tập chậm rãi nâng người của mình lên, thu chân của mình về. Chúng ta cùng nhau đứng dậy. Chúng ta đứng về phía đầu thảm của mình, cách đầu thảm của mình một bàn chân và hai chân mình kiếp sát. Hướng xương cột của mình xuống dưới. Để thẳng cột sống của mình lên. Chúng ta đang đứng ở đây trong tư thế trái núi. Tỏ vào mình biết rõ mình là núi. Tỏ ra mình thấy vững vàng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chuỗi bài thăng bằng chân. Với cái tư thế chính của ngày hôm nay là tư thế vũ công nha các bạn. Mình cùng nhau bắt đầu, nếu mệt ở đâu các bạn cứ dừng lại ở đó và tiếp tục đi lại sau. Mở hai tay của mình ra hai bên, hít thật sâu và vươn lên cao. Vươn tới đâu mắt nhìn theo tay của mình tới đó. Cảm nhận sự vươn dướng toàn bộ cơ thể của mình kéo căng lên. Tất ra mình đổ người về phía trước nào. Hạ người của mình thấp xuống song song với sàn, kéo căng tay của mình về phía trước, siết bộ đùi lại. Giữ. Một, hai, ba, bốn, năm. Cật chậm rãi vươn người của mình lên, hít vào. Tỏ ra hạ tay chắc trước ngực, samadhi. Chậm rãi ha các bạn. Hít vào, mở hai tay của mình sang hai bên. Mở ngực về phía trước và cảm nhận xương vào vai phía sau khép lại. Tỏ ra chúng ta đổ người về phía trước thật chậm. Và chậm rãi nhất chân trái của mình lên, hạ hông thấp xuống trong tư thế chiến binh số 3. Mở hai tay của mình sang hai bên, cảm nhận rõ sự vững chãi và cân bằng ở đây trong 5 nhịp thở. 1, 2,
ba, bốn, năm trùng gối phải nào. Hạ hai tay của mình xuống sàn. Nào chậm thôi các bạn. Hạ tay của mình bám xuống sàn, không có hạ chân trái xuống này. Chậm một chút ha. Nếu được ha, chúng ta sẽ nhảy cái chân phải của mình ra phía sau. Còn bạn nào chưa được thì cứ hạ chân trái của mình xuống và bước chân phải của mình ra phía sau nha. Nào, hãy thử thách một chút nếu như mình có thể nhảy cái chân phải của mình ra phía sau. Khi chân phải của mình ra phía sau thì chúng ta đẩy người về tấn ván. Ba chị. Cuộn tròn lưng trên lên siết bụng của mình lại nha. Và giữ nằm. 4, 3, 2, 1. Ở đây ha, những bạn nào đã hạ chân của mình xuống thì hạ gối ngực cằm của mình xuống trong tư thế 8 điểm chạm sàn. Còn bạn nào đi xa hơn, chúng ta cứ trùng cùi chỏ đầy của mình xuống đấm ván thấp. Rồi sau đó trườn người của mình lên hít vào rắn hổ mang. Mở vai nó ngực và mắt nhìn lên. Tổ ra nâng hông của mình lên trở về tư thế chó út mặt. Hai tay bám chắc xuống, hai vai bò rộng ra. Đẩy hông cao lên xếp bụng chặt. Bám chắc tay của mình xuống, nhấn bước chân xuống. Nếu được chưa sẵn sàng thì cứ nhón bước chân lên ha, trùng gối. Cảm nhận bụng chặt vào đùi. Còn chưa sẵn, còn chúng ta đã sẵn sàng rồi thì cứ nhấn bước chân của mình xuống và cầm đầu mũi chân. Tay bám chắc xuống một chút và giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào nâng dưới chân phải của mình ở phía sau lên cao, hướng mũi chân phải lên trần. Ta sẽ đổ người về tấn ván và co gối chạm lấy ngực của mình. Vòng cao lên trên nên nâng gối cao lên giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Đặt chân phải của mình về trước giữa hai tay. Hạ gối trái của mình xuống. Duỗi mũi chân trái ra nhấn má đùi trong bên trái. Sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ vươn tay của mình lên trong tư thế trác lưỡi niềm thấp. Đẩy thẳng cột sống của mình lên. Kéo căng tay của mình lên. Bạn nào đi xa thì nhấn hông xuống thêm một chút nữa nào. Mắt đi lên theo tay của mình và giữ ở đây nâng nhịp thở. 1, 3, 4, 5, tỏ ra, xoay vặn người sang bên phải. Hạ tay phải của mình xuống đùi trái, kéo căng tay trái của mình ra phía sau. Mắt nhìn lên trên vai bên phải của mình, về phía góc chân trái và giữ. 5, 4, 3, 2, 1, trở về giữa, tiếp tục hít vào và vươn tay của mình lên. Tỏ ra hạ hai tay của mình xuống sàn, đẩy thẳng gối phải của mình ra. Nhóm bàn chân phải của mình lên. Duỗi lưng về phía trước hít vào. Tỏ ra trùng quỳ trở tay áp sát người của mình vào chân bên phải. Bạn nào đi xa thì hạ quỳ trở tay của mình xuống sàn ha. Cảm nhận rõ bụng chạm đùi ngực chạm gối và cằm chạm chân. Hướng sự tập trung của mình về phía con mắt thứ ba của phía chóp mũi của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Chống tay của mình lên nào. Đẩy gối phải của mình về phía trước ha. Sau đó chậm rãi chúng ta lật ngửa má lòng bằng chân phải của mình. Đặt tay phải của mình lên trên gối bên phải. Nhấn hông xuống thêm. Nhấn má tùy cho bên trái của mình xuống. Xoay eo và xoay vai, mắt nhìn lên trên vai phải, phía góc chân trái và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm rãi úp bàn chân phải của mình xuống nào. Hạ tay phải xuống, rút chân phải của mình ra phía sau. Nâng lên hít vào trong tư thế cái bàn ba chi. Nâng thắt lưng của mình lên, siết bụng của mình lại. Ở đây nếu được thì nhấc tay trái của mình tiếp tục lên, kéo căng cơ thể của mình về hai phía và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Co cẳng chân phải của mình lại nào.
vòng tay trái của mình ra phía sau để nắm lấy chân ha, trong tư thế con hổ. Và nắm được rồi thì chúng ta dùng cái lực đùi bên phải để nâng đùi cao lên, hướng sự tập trung vào cân bằng, mắt nhìn xuống một điểm. 3, giữ, 5, 4, 3, 2, 1. Áo tay của mình ra nào. Hạ tay trái của mình xuống, đẩy cả chân trái của mình sang bên trái ha. Xoay cái hông phải của mình hướng lên và đẩy cánh tay phải của mình vươn lên. Xoay đầu nhìn lên ha, hướng xương cột xuống dưới, siết cái đùi bên phải lại và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Co gối phải của mình lại ha các bạn. Vòng tay phải của mình ra phía sau, tiếp tục nắm lấy chân lên một lần nữa nào. Cảm nhận ngực mở, vai mở, cảm nhận cái hông của mình cũng mở thêm một chút nữa và giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Tháo tay của mình ra nào. Bước chân phải của mình về phía trước song song với bàn tay bên trái. Xoay mũi chân trái của mình ra phía sau. Hít vào và chúng ta sẽ nâng người cổ mình lên trong tư thế nửa vòng trăng xoay. Đẩy cánh tay phải lên nào các bạn. Xoay ngực phải hướng lên, xoay đầu nhìn lên. Nâng đùi trái lên, cảm nhận sức mạnh ở chân bên phải. Và giữ ở đây 5 nhịp thở. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay phải của mình xuống, duỗi lưng về phía trước, hít vào. To rất thật chậm rãi chúng ta ha, áp sát người vào chân bên phải nào. Và co cái gối bên trái của mình lại. Vòng tay phải của mình ra phía sau, nắm lấy ha. Chưa được thì chúng ta chỉ giữ ở đây thôi, thăng bằng chân tốt giữ ở đây thôi. Còn bạn nào đã thăng bằng tốt rồi thì nâng đùi của mình lên. Giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Tháo tay của mình ra nào. Thật chậm rãi duỗi cái chân trái của mình ra phía sau. To ra chúng ta một lần nữa áp sát người vào chân bên phải. Đẩy thẳng chân trái của mình hướng lên trần, trong tư thế cúi gập người à, trên một chân. Và cảm nhận rõ toàn bộ cơ thể của mình là một đường thẳng. Cảm nhận bộ của mình áp sát vào chân bên phải. Vuốt mũi chân trái đi. Nếu được thì nhìn lên ha. Chưa sẵn sàng thì các bạn nên nhìn xuống dưới thôi. Và giữ 5, 4, 3, 2, 1. Chậm thôi các bạn. Trung nhẹ gối phải của mình ha. Nâng người của mình đứng thẳng dậy. Co đùi trái của mình lên. Trụ chắc chân bên phải nào. Hướng sự tập trung vào cân bằng về đây. Dùng ba ngón tay bên phải để nắm lấy ngón chân. Xoay bên trái để nắm lấy ngón chân cái bên trái của mình. Duỗi thẳng chân của mình về phía trước nếu được ha. Các bạn mới chưa sẵn sàng cứ trùng gối không sao hết, chúng ta tập thăng bằng nha. Và giữ nào. 1, 2, 3, 4, 5. Tập chậm, chúng ta sẽ kéo cái chân trái của mình ha. Sang ngang bên trái. Mặt mình nghiêng sang bên phải nào. Nếu được thôi, còn chưa được chúng ta cứ nhìn về một điểm ở dưới sao nha các bạn. Và cảm nhận rõ sức mạnh ở chân bên phải nhiều hơn. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về trước, hít vào. To ra mình hạ chân trái của mình xuống. Hạ chân trái của mình xuống sát với chân bên phải. Và chúng ta thật chậm rãi nào các bạn. Hít vào tiếp tục hả? Mở hai tay của mình sang hai bên. Cảm nhận rõ ngực mình mở. Cảm nhận rõ xương mồ vai của sao hết lại. To giúp chúng ta đổ người về phía trước. Hơi trùng nhẹ cái gối trái và nhấc chân phải của mình ở phía sau lên. Úp hông của mình xuống trong tư thế chiến binh số 3.
hướng sự cân bằng và tập trung về đây. Hãy cảm nhận rõ sức mạnh ở chân bên trái nhiều hơn. Nâng cái đùi phải của mình lên ha. Để bảo vệ đầu gối của chúng ta thì chúng ta hơi trùng cái gối trái nha. Còn các bạn mới chúng ta cứ trùng nhiều ha, không sao hết. Hãy cảm nhận chúng ta đang vững trái và thảnh thơi ở đây trong người chiến binh dũng mãnh này. 5 4 3 2 1 Hạ hai tay của mình xuống sàn các bạn, duỗi lưng về phía trước hít vào. Tỏ ra lần này chúng ta sẽ nhảy chân trái của mình ra phía sau nha. Các bạn mới chưa sẵn sàng cứ hạ chân phải của mình xuống và bước chân trái ha. Còn bạn nào muốn thử thách mình thì nhảy cái chân trái của mình ra phía sau. Nào để người về tấm ván đi. Các bạn mới cứ hạ cái chân phải của mình xuống và hạ gối xuống, hạ ngực căng xuống trong cái thế 8 điểm chạm sàn. Còn các bạn muốn đi xa hơn thì chung quy cho tay của mình xuống tấm ván thấp 3 chi. Sau đó trườn người của mình lên, hít vào, rắn hổ mang ngọc, chó ngọc. Mở vai nâng ngực và mắt nhìn lên, cảm nhận rõ khoảng cách từ vai đến tai của mình. Từ lúc chúng ta nâng hông của mình cao lên, cho về chó úp mặt. Tay bám chắc xuống vai mà sau, hông đẩy cao lên siết bụng chặt. Hít mình ngắm các chân trái của mình ở phía sau ha. Nâng chân trái của mình lên cao. Tôi sẽ đổ người về tấm ván và co gối chạm lên ngực. Giữ 1 2 3 4 5 đặt chân trái về trước giữa hai tay. Hạ gối phải của mình xuống nào. Duỗi mũi chân phải phía sau. Nhấn mắt bên trong bên phải của mình xuống. Vươn hai tay của mình lên hít vào. Đẩy thẳng cuộc sống của mình lên, mắt nhìn theo tay. Kéo các tay của mình lên và cảm nhận rõ các ngón tay của mình dường như sắp đụng tới trần. Thư giãn gương mặt của mình nữa là đừng nhăn chán ha. Hãy ngước ánh mắt của mình nhìn về phía trước ở trên trần nha. Đừng có nhăn chán và giữ 5 4 3 2 1 Tỏ ra xoay vặn người của mình qua bên trái. Hạ tay trái của mình xuống đùi phải. Kéo căng tay phải của mình ra phía sau. Mắt nhìn lên trên vai trái và tiếp tục giữ. Và cảm nhận rõ sự vặn sóng. 1 2 3 4 5 Trở về giữa, hít vào và vươn tay của mình lên. Tỏ ra hạ hai tay của mình xuống. Duỗi thẳng gối trái của mình ra. Nhón bàn chân trái của mình lên. Duỗi lưng về phía trước hết. Tỏ ra mình trùng cùi trọ tay áp sát người của mình vào chân bên trái. Bạn nào đi xa hơn tí hạ cùi trọ tay của mình xuống sàn. Hai tay nắm lấy chân nào. Duỗi lưng của mình. Nếu được hạ cằm của mình vào chân, chúng ta hướng ánh nhìn của mình về phía chóp mũi và giữ 1 2 3 4 5 Chống tay của mình lên, để gối về phía trước một chút và rút chân trái của mình ra phía sau các bạn, nâng lên. Nếu được nhấc tay phải của mình lên khỏi sàn và kéo căng cơ thể của mình về hai phía, nâng thấp lưng của mình lên một chút nữa các bạn nào. Đừng có võng lưng xuống, kéo căng cơ thể của mình lên và giữ siết đùi chắc lại. 5 4 3 2 1 Co chân trái của mình lại nào. Vòng tay phải ra phía sau và nắm lấy chân nào. Dùng lực đùi để vung cao chân của mình lên. Mở ngực, mở vai ha. Cảm nhận nào, cơ thể của mình được mở hơn ha. Và hướng sự tập trung vào một điểm ở dưới sàn thôi.
Hãy để cho tâm trí của chúng ta ở đây và cảm nhận sự căng, giãn, mở. 1, 2, 3, 4, 5. Tháo tay của mình ra các bạn. Hạ tay phải của mình xuống sàn nào. Đẩy cái cẳng chân trái của mình ra phía sau. Xoay hông phải của mình hướng, xoay hông trái của mình hướng lên. Đẩy cánh tay trái của mình lên là nâng hông lên ha. Và mắt nhìn theo tay bên trái. Tiếp tục giữ 5, 4, 3, 2, 1. Co gối bên trái của mình lại. Vòng tay trái của mình ra phía sau để nắm lấy. Và chúng ta sẽ mở, cảm nhận ngực, vai mở hơn khi mình bung cái chân lên, trái của mình cao lên. Và nếu được thì xoay đầu nhìn lên trên vai bên trái và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Táo tay của mình ra các bạn. Bước chân trái của mình về phía trước song song với bàn tay bên. Chậm rãi hít vào. Chúng ta sẽ nâng người của mình lên, nâng chân phải của mình lên. Đẩy cánh tay trái của mình lên, ta sẽ chuyển cái tay phải của mình về phía đầu, thảm góc thảm bên phải. Trong tư thế nửa vòng tròn xoay. Giữ. Cảm nhận sự cân bằng và vững chãi ở đây trong 5 nhịp thở. 1, 2, 3, 4, 5. Mắt nhìn xuống nào. Co cái gối bên phải phía sau này. Vòng tay trái ra phía sau để nắm lấy chân ha. Chúng ta chưa sẵn sàng thì chúng ta cứ giữ ở đây thôi ha. Và chuồng nhẹ gối trái của mình. Còn ai đã sẵn sàng rồi thì cứ thẳng gối ra nha. Và siết đùi bên trái của mình chắc lại ha. Hơi chuồng cái gối bên trái một chút để bảo vệ đầu gối của mình ha. Và dùng cái lực đùi bên phải để nâng đùi của mình cao lên, bung lên. Cảm nhận vai mở, ngực mở nhiều hơn nữa nào. Và giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Tháo tay của mình ra, hạ tay trái xuống. Duỗi chân phải của mình ra phía sau. Duỗi lưng về phía trước hít vào. Tỏ ra áp sát người của mình vào chân bên trái. Đẩy thẳng cái chân phải của mình hướng ha. Nếu được bo tay trái vào nắm cái chân trái và vuốt găng mũi chân phải của mình hướng lên trần. Cảm nhận rõ toàn bộ cơ thể của mình là một đường thẳng. Và mắt nhìn theo chân bên phải ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Tập chậm thôi các bạn. Chung nhẹ cái gối bên trái nào. Co gối phải của mình lại và nâng người của mình lên, đứng lên. Hai tay mình chống ở hông. Nâng đùi phải lên, mắt tập trung vào một điểm ở dưới sàn. Chúng ta cảm nhận thăng bằng tốt rồi thì dùng ba ngón tay của mình để nắm lấy ngón chân bên phải ha. Ngón chân cái bên phải của mình. Kéo thẳng chân của mình về phía trước nào. Duỗi chân về phía trước. Chúng ta đừng có kéo bằng chân về phía người của mình ha các bạn. Hãy hướng mũi chân về phía trước nhiều hơn. Để cảm nhận rõ cánh tay và chân bên phải của mình đang được kéo thắt ra thêm một chút nữa. Và chân bên trái mạnh mẽ hơn. Thật chậm rãi chúng ta sẽ kéo chân phải của mình sang ngang bên phải. Và ai ngang bằng tốt thử thách thêm thì chúng ta sẽ nhìn sang bên trái. Nhìn xem trên vai bên trái của mình và giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Thật chậm trở về. Hít. To ra chúng ta hạ cái chân bên phải của mình xuống. Bây giờ mình sẽ lắc kẹt xoay ha. Cổ chân bên trái của mình xoay ngược lại. Sau đó đổi bên.
Sau đó chúng ta hai tay mình đặt lên trên vai, chúng ta sẽ xoay vai của mình một chút ha. Xoay từ dưới lên trên, hít vào. Vòng về phía trước và chạm vào trở tay thở. Hai. Ba. Bốn. Năm. Và ngược lại ha. Lên chúng ta vòng ra phía sau thở. Hai. Ba. Bốn. Năm. Và tháo tay của mình ra. Hít vào, chúng ta lại xoay vai của mình từ dưới lên trên. Về phía trước thở. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Xoay ngược lại. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Mở hai tay của mình sang hai bên nhé. Thật sâu, mở ngực về phía trước, mở cảm nhận sự mở vai phía sau khép lại. Tờ ra đưa hai tay ra phía sau lưng, đan lại với nhau. Áp sát lòng bàn tay của mình. Hít vào đầy đọc cuộc sống, nâng ngực, nâng cửa mắt nhỏ. Tớ dưới xài người về phía trước và từ từ quý gặp người của mình xuống. Áp sát người của mình vào chân và thở hết ra. Kéo các tay của mình qua đầu. Giữ. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Tháo tay của mình ra. Duỗi lưng về phía trước thì tao đã trùng gối bước nhảy hai chân ra phía sau. Tấm ván hít vào. Tao sẽ tám điểm chậm sàn hoặc tấm ván thấp. Rắn hộ mang hoặc chó ngược mặt. Mở vai nâng ngực mắt nhìn lên mà. Đẩy thẳng cánh tay của mình ha. Trượt cái ngực của mình về phía trước, vượt qua khỏi cánh tay của mình. Và cảm nhận rõ vai và tay của mình là một khoảng cách thôi các bạn. Nâng cả mắt nhìn lên. Thôi chúng ta trở về tư thế chó úp mặt. Hai tay gắn chắc xuống. Hai vai bò rộng ra và đẩy hông cao lên xích bụng chặt. Hít và nâng giữa chân phải của mình ở phía sau lên, hướng mũi chân phải lên. Ta sẽ đổ người về tấm ván và co gối chạm lên quỳ trở tay bên phải. Xếp bụng lại và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Đặt bàn chân phải của mình ra bên ngoài bàn tay bên phải. Chậm rãi nâng người của mình lên, vươn hai tay lên hai lần. Trong những điểm cao, đẩy gối phải về phía trước thêm một chút nữa, siết bụng đùi của mình lại, duỗi căng gối bên trái ra, ha, mắt nhìn lên theo tay của mình mà giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Tỏ ra mình đổ người về phía trước nào, hai tay ra phía sau song song với người của mình, siết bụng đùi lại và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Nhấc chân trái ở phía sau lên, ôm hông của mình xuống trong tư thế chiến binh số 3. Và tiếp tục giữ 5 nhịp thở nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Hạ tay phải của mình xuống sàn, xoay hông trái của mình hướng lên, đẩy cánh tay trái của mình lên. Xoay ngực trái hướng lên nhiều thêm một chút nữa và giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Mắt nhìn xuống tạm nở. Trung gối bên phải của mình và co gối trái ở phía sau lại. Nắm lấy chân. Nắm được rồi thì dùng cái lực đùi bên trái để bung cao chân của mình lên ha các bạn. Bung lên nào. Cảm nhận ngực mở, vai mở, ba giữ nhé. 1, 2, 3, 4.
cái chân trái của mình lại nha. Nhấc cái tay phải của mình lên cò dài. Nâng người của mình đứng lên. Nào, hãy chủ chắc cái chân bên phải của mình. Tay trái mình vẫn nắm lấy cái chân trái nha các bạn. Chúng ta thật chậm rãi thôi nào. Vươn tay phải của mình lên, hít vào. Áp sát cái góc chân trái của mình vào mông. Khép cái quỳ trỏ tay bên trái của mình ở phía sau này. Để thẳng lên, bạn nào thăng bằng tốt thì nhìn lên ha. Còn chúng ta chưa sẵn sàng, chúng ta cứ nhìn xuống một điểm ở dưới sàn thôi. Ba, cảm nhận cơ thể của mình là một đường thẳng. Giữ một, hai, ba. Chậm rãi đổ người về phía trước nào. Ba, hơi trùng cái gối bên phải. Còn bạn nào nặng quá cứ trùng nhiều không sao hết. Khi chúng ta đổ người về phía trước là cái chân ở phía sau của chúng ta cũng bắt đầu buông ra nha. Chúng ta sẽ vào tư thế vũ công hay là tư thế đại sư. Đây là tư thế vũ công cơ bản nha các bạn. Nâng cái đùi trái của mình cao lên. Mắt nhìn về phía trước và giữ. Một, hai, ba, bốn, năm. Chậm rãi là hít và nâng người của mình lên. To ra hạ tay và chân của mình xuống. Hai tay mình chống cái hông và xoay cái cổ chân bên phải của mình một chút để thư giãn chân phải của mình. Rồi là chúng ta tiếp tục đi cho bên trái. Nào mở hai tay của mình sang hai bên, hít sâu, mở người về phía trước và cảm nhận xương bắp vai phía sau khép. Thở ra đưa hai tay của mình ra phía sau, lưng đan lại với nhau. Để tạo cuộc sống lên, nâng ngực, nâng cờ mắt, nhìn lên. Thở sẽ dài người về phía trước và từ từ cúi gập ngực của mình xuống. Áp sát ngực của mình vào chân. Thở hết ra. Kéo căng tay qua đầu và giữ. Một, hai, ba, bốn. Áo tay của mình ra nữa các bạn. Duỗi lưng về phía trước. Tỏ cho chúng ta bước hoặc nhảy hai chân của mình ra phía sau. Tấm phán hít vào. Tám điểm trợ xa nặng gối ngực càng hoặc tấm phán thấp. Rắn hổ mang hoặc chó mở mắt. Mở vai nâng ngực và ánh mắt nhìn lên. À, để thẳng cánh tay của các bạn lên. Nâng cầm mắt nhìn lên. To ra chúng ta trò tay trò úp mặt. Tay bắn chắc xuống vai mở và hông đẩy cao. Hít và nâng chân trái về sau lên. To ra gối chạm cùi chỗ tay bên trái và giữ. Năm, bốn, ba, hai, một. Đặt đặt chân trái của mình ra bên ngoài bàn tay bên trái và nhón bước chân phải sẵn sàng thì nâng người của mình lên. Vươn hai tay của mình lên trong tư thế trăng lưỡi liềm cao nào, duỗi hả, gối bên phải ra nhấn hông xuống thêm một chút nữa, siết bụng lại, mắt nhìn theo tay và giữ. Một, ba, bốn, năm. Tờ ra đổ người về phía trước. Hai tay song song với người của mình, siết bụng đùi lại. À, cảm nhận sức mạnh ở đùi bên trái thêm. Năm, bốn, ba, hai, một. Thật chậm rãi nhất chân phải của mình lên khỏi sàn. Nào, hãy hướng sự tập trung về đây. Lắng nghe cơ thể của mình và giữ thêm. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay trái của mình xuống ha. Xoay cái hông bên phải của mình hướng lên. 3, đẩy cánh tay phải của mình lên trong tư thế nửa vòng trăng. 5, chậm thôi, hãy cảm nhận hai cánh tay của mình nằm trên một đường thẳng. Xếp đuôi của mình lại và giữ. 1, 2, 3, 4,
năm co cẳng chân phải của mình lại nè các bạn ha. Chúng ta tiếp tục bung cái đùi phải này ha. Nếu được còn chưa sẵn sàng thì chúng ta chỉ cần nắm lấy chân và giữ ở đó thôi nha. Hãy giữ ở đây thêm 5 nhịp thở thử thách nữa nào. 1 2 3 4 5. Trùng nhẹ cái gối trái ha. Sau đó chúng ta sẽ nhấc tay trái của mình lên, nâng người đứng thẳng dậy, áp sát cái gót chân bên phải của mình, áp sát gót chân phải của mình vào một, vươn tay trái của mình lên, để tặng cuộc sống của mình lên, nếu được thăng bằng tốt mắt nhìn lên, và giữ 5 4 3 2 1. Đang sợ nào, vũ công đổ người về phía trước nào ha. Khi đổ người thấp xuống thì có nghĩa chúng ta cũng sẽ mở cái chân ở phía sau ra, đẩy lên và giữ 5 4 3 2 1.